được thông qua với sự đồng thuận của tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an, nghị quyết 2118 lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất mọi hành động sử dụng vũ khí hóa học tại nước Cộng hòa Ả Rập Syria, đặc biệt là vụ tấn công ngày 21 tháng 8 năm 2013, làm hơn 1.400 người thiệt mạng, đồng thời khẳng định đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa an ninh và hòa bình quốc tế. Nghị quyết quy định các ràng buộc pháp lý, theo đó Syria không được phép sử dụng, phát triển, sản xuất, cũng như tìm mua, tàng trữ hoặc chuyển giao vũ khí hóa học cho các nhà nước khác. Nội dung nghị quyết không đề cập việc sử dụng sức mạnh quân sự hoặc trừng phạt Syria, song để ngỏ khả năng tiến hành bỏ phiếu về các biện pháp trừng phạt trong tương lai nếu kế hoạch của Nga, Mỹ bị vi phạm. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng như Ngoại trưởng nhiều nước đã ngay lập tức hoan nghênh nghị quyết mới. Nghị quyết lịch sử của ngày hôm nay chính là hy vọng đầu tiên để giải quyết cuộc xung đột tại Syria trong suốt một thời gian dài vừa qua. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an đã chỉ ra rằng, một khi các nước có thể gạt bỏ các lợi ích chính trị sang một bên, chúng ta vẫn có thể đạt được những thỏa thuận lớn. Một khi nghị quyết được thực thi đầy đủ, chúng ta sẽ loại bỏ được một trong những kho vũ khí hóa học nguy hiểm nhất thế giới. Tổng thống Mỹ Barack Obama hoan nghênh nghị quyết mới là một chiến thắng lớn cho cộng đồng quốc tế, song không quên cảnh báo chính quyền Syria sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không tuân thủ nghị quyết. Trong khi đó, đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Jafari thì nhấn mạnh chính các nước ủng hộ lực lượng nổi dậy gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Qatar, Pháp và Mỹ cũng phải tuân thủ nghị quyết trên.